Chào mừng mọi người đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho các bạn những tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu đối với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Mỹ chỉ trích Nga, Belarus vì triển khai vũ khí hạt nhân. Mỹ chỉ trích Nga và Belarus sau khi Moscow triển khai vũ khí hạt nhân ở nước láng giềng, song khẳng định không thay đổi trạng thái hạt nhân. Thật mỉa mai khi Nga giờ đây lại nói về việc triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ một quốc gia láng giềng, trong đó có những nước đã từ bỏ loại vũ khí này sau khi Liên Xô tan rã. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 16 tháng 6 cho hay, sau khi Tổng thống Vladimir Putin thông báo vũ khí hạt nhân đã được triển khai ở Belarus. Trong thập niên 1990, Ukraine, Belarus và Kazakhstan đã chấp nhận từ bỏ các đầu đạn hạt nhân thừa kế từ Liên Xô. Ông Putin gần đây tuyên bố việc ngăn cản Ukraine sở hữu vũ khí hạt nhân là một trong những lý do Nga phát động chiến sự ở nước này. Ngoại trưởng Mỹ cũng chỉ trích Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vì đã tiếp nhận vũ khí hạt nhân từ Nga. Đây chỉ là một ví dụ nữa cho thấy ông Lukashenko đưa ra những lựa chọn khiêu khích, vô trách nhiệm, ông Blinken nói. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ khẳng định Washington không có lý do để điều chỉnh trạng thái hạt nhân của đất nước. Chúng tôi không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân, ông nói. Tổng thống Putin ngày 16 tháng 6 thông báo những đầu đạn hạt nhân đầu tiên đã được chuyển vào lãnh thổ Belarus. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Putin trực tiếp xác nhận Nga đã bố trí đầu đạn hạt nhân tại nước láng giềng. Ông nhấn mạnh kế hoạch đã được thống nhất với Tổng thống Lukashenko. Theo Tổng thống Putin, vũ khí hạt nhân được bố trí ở Belarus có vai trò răn đe những thế lực toan tính đẩy Nga vào tình cảnh thất bại chiến lược. Ông chỉ trích phương Tây đang làm mọi cách để đánh bại Nga ở Ukraine, đồng thời bác bỏ khả năng đối thoại về cắt giảm số lượng vũ khí hạt nhân của Moscow. Tổng thống Lukashenko hôm 13 tháng 6 thông báo Belarus đã bắt đầu tiếp nhận đầu đạn hạt nhân chính thức từ Nga. Trong đó có một số vũ khí có sức công phá mạnh gấp 3 lần, hai quả bom nguyên tử Mỹ từng sử dụng trong Thế chiến thứ hai. Kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân đến Belarus đã được Tổng thống Putin thông báo từ tháng 3. Lãnh đạo Nga khi đó lập luận rằng thỏa thuận giữa hai nước là động thái hợp lý vì Mỹ đã bố trí vũ khí hạt nhân ở một số quốc gia châu Âu suốt nhiều thập kỷ. Tin tiếp theo, Ukraine nêu điều kiện đàm phán với Nga khi gặp phái đoàn châu Phi. Tổng thống Zelensky nói Kiev chỉ có thể đàm phán hòa bình với Moscow sau khi lượng Nga rút khỏi các khu vực kiểm soát ở Ukraine. Tôi đã nói rõ vài lần trong cuộc họp rằng để đàm phán với Nga, bên chiếm giữ lãnh thổ chúng tôi phải đóng băng cuộc chiến, đóng băng nỗi đau. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu với báo giới ở Kiev sau khi gặp phái đoàn các lãnh đạo châu Phi ngày 16 tháng 6. Theo ông Zelensky, Ukraine muốn cố hòa bình thực sự và binh sĩ Nga cần phải rút khỏi lãnh thổ nước này. Bình luận của ông Zelensky cho thấy Kiev đến nay không có bất cứ thay đổi nào về lập trường trong đàm phán hòa bình. Phái đoàn châu Phi đến Kiev ngày 16 tháng 6 trong nỗ lực hòa giải xung đột Nga-Ukraine. Phái đoàn gồm tổng thống 4 nước, Nam Phi, Zambia, Comoros, Senegal cùng đại diện của lãnh đạo Cộng hòa Congo, Ai Cập và Uganda. Cuộc chiến này phải được giải quyết và nên đạt được hòa bình thông qua đàm phán. Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết sau cuộc gặp với ông Zelensky. Còi báo động không kích trước đó đã vang lên ở Kiev không lâu sau khi phái đoàn châu Phi đến thành phố. Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 12 tên lửa Nga tập kích Kiev, trong đó có 6 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal. Người phát ngôn Tổng thống Nam Phi nói ông Ramaphosa đã xuống hầm trú ẩn khi còi báo động kích hoạt. Chúng tôi ở đây đã nghe thấy tiếng tên lửa tập kích. Các hành động thù địch đó không giúp cho việc thúc đẩy hòa bình. Theo ông Ramaphosa, chúng tôi cho rằng các bên phải xuống thang căng thẳng. Phái đoàn châu Phi cùng ngày đến thị trấn Bucha, Tây Bắc Kiev. Ukraine tháng 4 năm 2022 cáo buộc lực lượng Nga thảm sát dân thường tại Bucha. Moscow cho rằng những hình ảnh về các thi thể là dàn dựng, cáo buộc Kiev đứng sau các hành động khiêu khích, thô bỉ và bất chấp đạo lý ở Bucha. Phái đoàn châu Phi dự kiến đến St. Petersburg, thành phố lớn thứ hai Nga, và gặp Tổng thống Vladimir Putin ngày 17 tháng 6.
Theo quan điểm của chúng tôi, việc lắng nghe cẩn thận điều hai nước muốn nói là rất quan trọng. Và chúng tôi sẽ lắng nghe Tổng thống Putin, ông Ramaphosa nói. Sau đó, đại diện 7 nước châu Phi sẽ tóm tắt nội dung chuyến đi và thật sự hài lòng nếu họ tiếp tục trao đổi với chúng tôi. Điện Kremlin ngày 16 tháng 6 nói, Tổng thống Putin vẫn sẵn sàng tham gia bất kỳ cuộc tiếp xúc nào để tìm biện pháp giải quyết xung đột với Ukraine. Nga từng tuyên bố để ngỏ khả năng đàm phán với Ukraine, nhưng Kiev phải công nhận thực tế mới trên thực địa, đề cập đến việc Moscow sáp nhập 4 vùng Donetsk, Lugan, Kherson và Zaporizhia vào lãnh thổ. Bản tin kế tiếp, Nga cảnh báo F-16 sẽ cháy rụi tại Ukraine. Ông Putin nói F-16 sẽ bị phá hủy nếu tham chiến ở Ukraine, cảnh báo Kiev sẽ đẩy NATO vào xung đột nếu triển khai tiêm kích ở nước ngoài. Nhiều xe tăng đã bị phá hủy, trong đó có những chiếc Leopard. Tiêm kích F-16 cũng sẽ cháy rụi như vậy. Không nghi ngờ gì về điều đó, Tổng thống Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg hôm 16 tháng 6. Tổng thống Volodymyr Zelensky và các quan chức Ukraine từ lâu kêu gọi phương Tây viện trợ F-16 nhằm củng cố hệ thống phòng không. Mỹ và các đồng minh đã bật đèn xanh về việc chuyển F-16 cho Ukraine, nhưng chưa nước nào công khai tuyên bố cung cấp tiêm kích này cho Kiev. F-16 có càng đáp khá mỏng manh, trong khi cửa hút gió động cơ không được bảo vệ, đòi hỏi đường băng phải bằng phẳng và không có mảnh đất đá dễ bị động cơ hút vào khi cất hạ cánh. Ukraine không có nhiều sân bay đủ điều kiện như vậy, làm dấy lên đồn đoán Kiev sẽ bố trí F-16 ở các nước thành viên NATO lân cận. Những tiêm kích này do phi công Ukraine điều khiển có thể xuất kích tham chiến ở Ukraine, sau đó quay về sân bay ở nước ngoài để tránh đòn tập kích của Nga. Tuy nhiên, ông Putin cảnh báo rằng chiến thuật này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ phải xem xét phương án tiêu diệt những khí tài được dùng để tấn công lực lượng của mình. Động thái đặt F-16 ngoài lãnh thổ Ukraine có thể dẫn tới nguy cơ kéo NATO vào xung đột, Tổng thống Nga nói. Giới chức Ukraine và NATO chưa bình luận về phát biểu của ông Putin. Mỹ từng phản đối cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine do lo ngại tiến trình kéo dài và tốn kém, cũng như khiến căng thẳng với Nga leo thang. Nhưng gần đây, đổi ý khi các đồng minh phương Tây và Kiev tăng sức ép để Washington chấp nhận chuyển giao mẫu tiêm kích thế hệ thứ tư này. Tổng thống Joe Biden hồi tháng 5 nói, Mỹ ủng hộ chương trình đào tạo chung của một số quốc gia nhằm huấn luyện phi công Ukraine điều khiển tiêm kích F-16. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan cho biết nước này chưa đưa ra quyết định cuối về việc có viện trợ F-16 cho Ukraine hay không. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Miller ngày 25 tháng 5 cho biết sẽ mất 1 tỷ USD để mua 10 chiếc F-16 cho Ukraine và thêm 1 tỷ USD khác để duy trì chúng hoạt động. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 6 tháng 6 cáo buộc phương Tây chuẩn bị leo thang chiến sự bằng cam kết cung cấp F-16 sau khi chuyển cho Ukraine các loại pháo và xe tăng tiên tiến. Chúng ta phải nhớ rằng trong dòng tiêm kích F-16 có một biến thể có thể mang vũ khí hạt nhân, ông nói. Biên chế chiến đấu cơ F-16 là sự nâng cấp đáng kể trong không quân Ukraine, vốn đang sử dụng tiêm kích từ thời Liên Xô. Tuy nhiên, những chiếc F-16 mà Ukraine có thể nhận được sẽ không phải phiên bản hiện đại nhất, với radar và tên lửa thua kém so với tiêm kích lẫn các tổ hợp tên lửa phòng không Nga. Bản tin thứ tư, Ukraine tuyên bố đang tiến quân ở phía Nam. Các quan chức Ukraine tuyên bố lực lượng nước này đạt bước tiến ở phía Nam, trong khi quân đội Nga kháng cự dữ dội ở miền Đông. Gần như mọi đơn vị tham chiến ở miền Nam đều ghi nhận thành công ở cấp chiến thuật. Họ đang dần tiến lên phía trước, tiến hành tấn công ở nhiều hướng cùng lúc. Mỗi hướng có thể tiến thêm đến 2 km. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia viết trên Telegram hôm 16 tháng 6. Bà Malia thêm rằng lực lượng Nga đang tìm cách đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi các vị trí cố thủ ở miền Đông. Tướng Oleksandr Sitsky, tư lệnh lục quân Ukraine nói rằng tình hình tại khu vực này vẫn căng thẳng khi Nga triển khai các sư đoàn thiện chiến nhất đến Bakhmut và họ được yểm trợ bằng pháo binh, không quân. Chúng tôi đang tiếp tục công kích ở nhiều hướng, giành cao điểm và các vạt rừng nhằm mục tiêu đẩy lùi đối phương khỏi ngoại vi Bakhmut. Họ kháng cự rất dữ dội khi nhận ra điều này, tướng Sitsky nói. Tướng Olesa Tanaski, tư lệnh nhóm các chiến lược Tavria của quân đội Ukraine,
cho biết đã có 36 trận giao tranh và 578 cuộc tấn công khác nhau được ghi nhận tại mặt trận miền Nam trong vòng 24 giờ. Đối phương chịu thiệt hại khoảng 4 đại đội, ông nói. Mỗi đại đội thường có 100 binh sĩ. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày tuyên bố điều quan trọng nhất trong chiến dịch phản công là liên tục tiến quân. Mỗi binh sĩ, mỗi bước tiến lên, mỗi mét đất được giành lại từ tay đối phương đều có vai trò tối quan trọng, ông nói. Giới chức Nga chưa bình luận về các phát biểu trên. Bộ phòng Nga trước đó nói rằng quân đội Ukraine tiếp tục chịu tổn thất nặng nề ở mặt trận Zaporizhia và Donetsk, tuyên bố hạ phảng 500 binh sĩ Ukraine và phá hủy 5 xe tăng, nhiều xe bọc thép và các thiết bị quân sự khác trong vòng 24 giờ. Ukraine đã mất nhiều binh sĩ và vũ khí, trong đó có xe tăng chủ lực Leopard 2 và thiết giáp M2 Blitzkrieg sau khi mở lạc đợt tiến công vào phòng tuyến Nga. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 14 tháng 6 kêu gọi các nước thành viên đảm bảo Ukraine đủ vũ khí để theo đuổi cuộc phản công. Ông Stoltenberg nhận định đợt phản công của Ukraine đang đạt được tiến độ, song vẫn còn quá sớm để biết đây có phải là bước ngoặt trong xung đột hay không. Như thường lệ thì bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong series video tin tức nóng chọn lọc của mình hôm nay, cũng là bản tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Để biết được bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay hay thú vị như thế nào thì chúng ta hãy bắt đầu vào bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha cả nhà. Vùng chết khiến lực lượng Ukraine phơi mình trước thực thăng Nga. Các đơn vị Ukraine liên tục bị trực thăng Nga tập kích vì thiếu ô phòng không. Kiev cũng khó triển khai các lá chắn hiệu quả ra tiền tuyến. Truyền hình quốc phòng Nga hôm 14 tháng 6 công bố video thực trăng K-52 phóng tên lửa dẫn đường Vis nhằm vào đội hình cơ giới Ukraine. Trong đó có một thiết giáp bị bắn nổ từ khoảng cách 8,2 km. Mọi nỗ lực tiến quân của Ukraine ở hướng Zaporizhia đều phản tác dụng, nhưng họ vẫn quyết thực hiện các đợt tấn công vô nghĩa. Bộ phòng Nga nói, các loại trực thăng vũ trang đang được quân đội Nga tận dụng triệt để nhằm đối phó cuộc phản công lớn của Ukraine. Ngoài phi đội K-52, nhiều trực thăng Mi-24 và Mi-28 cũng được huy động cho hoạt động này. Dù không có nhiều hình ảnh được công bố, quân đội Nga đã tăng đáng kể cường độ sử dụng trực thăng tấn công như K-52 và không quân chiến thuật. Guy Plusky, học giả Mỹ chuyên nghiên cứu về quốc phòng Nga nhận định. Ảnh vệ tinh thương mại chụp từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6 cho thấy Nga đã triển khai thêm 20 trực thăng đến sân bay Bendian tại tỉnh Zaporizhia. Lực lượng đồn trú ở đây hiện gồm 5 chiếc K-52, 9 trực thăng M-8 và M-24, cùng 13 phi cơ K-27-29 của Hải quân. Sự thiếu vắng các tổ hợp phòng không tầm ngắn di động ở tiền tuyến đã tạo ra những vùng chết có bán kính 15 km trong lưới phòng thủ của Ukraine, cho phép trực thăng K-52 hoạt động tự do với mức độ an toàn cao hơn. Khoảng cách này khiến trực thăng có thể phóng tên lửa hủy diệt thiết giáp ở khu vực trống trải, nhưng vẫn không lọt vào ô phòng không đối phương, Lutsky cho hay. Trực thăng Nga thường bay ở độ cao rất nhỏ, lợi dụng địa hình và địa vật che chắn, cũng như hoạt động mạnh về đêm để hạn chế nguy hiểm từ các tổ hợp phòng không tầm ngắn và tên lửa vắt vai. Vũ khí chính được K-52 Nga sử dụng trong các cuộc tập kích thiết giáp Ukraine là tên lửa 9K-121 Fear, ứng dụng cơ cấu dẫn đường bám chùm laser, có tầm bắn tối đa từ 10 đến 12 km và tốc độ gấp 1,8 lần vận tốc âm thanh. Quả đạn được trang bị đầu nổ đa năng với khối lượng từ 8 đến 12 kg, gồm nhiều nổ lõm kép chuyên đối phó xe tăng và thiết giáp với khả năng xuyên thủng, giáp thép cán đồng nhất dài 1.000 mm, cùng viền mảnh văng để tấn công mục tiêu mềm như xe cơ giới, bộ binh và khí tài không có giáp bảo vệ. Dường như các chỉ huy Nga đã tìm ra những biện pháp hiệu quả nhằm áp chế lưới phòng không Ukraine trên chiến trường, khiến thiết giáp đối phương thường xuyên phải phơi mình trước hỏa lực từ trực thăng mà không có biện pháp chống đỡ, Rogoway nêu quan điểm. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của kênh nhé. Và để góp phần giúp kênh có thêm động lực để ra thêm được nhiều video hay hơn nữa, thì các bạn hãy để lại cho kênh một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật cái chuông để nhận được những thông báo khi kênh của mình ra video mới nhất nha. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn gặp hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe tin tức của mình và đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Và sẽ mong được các bạn ủng hộ mình trong thời gian sắp tới nhé. Và các bạn hãy đừng quên
kênh tin tức nóng Chọn Lọc cũng như video của kênh mình sẽ phát sóng vào lúc 6 giờ 15 buổi sáng các ngày trong tuần luôn nha cả nhà. Và bây giờ thì hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo, và cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình rất nhiều. Bye bye.